Ở thị trường vàng thì sao? Mọi người có thể nhận thấy rằng đó là gì ạ? Vàng về cơ bản thì vẫn đang diễn tiến theo cái kịch bản mà như là chúng ta mong chờ mà thôi. Ngày hôm qua khi làm bản tin ấy, thì mình kỳ vọng vàng sẽ rớt về khu vực 2.400 điểm. Nhưng tuy nhiên trong cái quá trình theo dõi trong phiên giao dịch ấy, thì mình nhận thấy rằng ở đây có bộ đôi hai cái cây nến long pin bar và mình đã gửi đi một cái tín hiệu đến mua lên với stop loss được điều chỉnh về cái mức 2.405 đô la một ounce, đúng không ạ? Và kỳ vọng lệnh thì vẫn đang có vị thế có lời, đúng không ạ? Và chúng ta đang kỳ vọng rằng là giá sẽ tăng được trước trước mắt trong tăng được trở lại đỉnh cũ là 2.500 điểm trước khi có những cái cập nhật giá xa hơn. Còn xu hướng lúc này thì chúng ta nhận thấy rất là rõ ràng rồi, đúng không ạ? Một cái xu hướng tăng giá với các cái đỉnh đáy ngày càng cao hơn rất là rõ nét, ngay cả khi cái tín hiệu mua lên này bị thất bại, tức là giá quét qua cái khu vực 2.450 điểm, lúc đó cái chiến lược của chúng ta vẫn là ưu tiên cái vị thế mua lên thôi nha, vẫn là ưu tiên mua lên, mà tức là có thể sẽ breakout qua cái đường trendline này một chút, tạo ra một cái bear trap, đúng không ạ? Một cái bear trap sau đó mới thật sự là tăng lên, đúng không ạ? Cho nên rằng là ngay cả khi cái vị thế hiện tại mà có bị stop loss ấy thì chúng ta cũng vẫn tiếp tục, tức là xóa cái lệnh đó đi và vẫn tiếp tục ưu tiên cái cơ hội để tìm kiếm cái cơ hội mua lên nha.